Chương trình này được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Estiva, các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán thính giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Nga sẽ đáp trả chớp nhoáng bất kỳ quốc gia nào can dự vào cuộc chiến Ukraine. Châu Âu chỉ trích Nga tống tiền khi cắt nguồn khí đốt tới Ba Lan và Bulgaria. Tổng thống Indonesia mời Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị G20, có thể có sự tham dự của Tổng thống Putin. Hoa Kỳ lo lắng đến số phận các tù nhân khác sau khi Nga trả tự do cho Trevor Reed. Doanh số bán xe hơi của Mỹ giảm trong tháng 4 vì hàng tồn kho khan hiếm và lãi suất tăng. Tổng thống Biden đọc diễn văn trong lễ truy niệm cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright. Bác sĩ Fauci nói rằng là Hoa Kỳ không còn nằm trong giai đoạn đại dịch bùng phát toàn diện. Số điện thoại của bạn trên Google có thể được xóa theo yêu cầu. Và đảng Cộng Hòa nhắm vào mục tiêu tạm dừng việc xóa nợ tiền học cho sinh viên. Bản tin trong ngày hôm nay sẽ được mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, theo các chuyên gia chính trị thì Tổng thống Nga ông Vladimir Putin và các quan chức điện Kremlin ngày càng đưa ra những tuyên bố đe dọa thẳng thừng vào khối NATO như là một chiến thuật chiến lược khi cuộc chiến Ukraine bước sang tháng thứ ba. Trong bài phát biểu vào ngày thứ Tư, thì ông Putin cho biết rằng bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine và tạo ra các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với chúng tôi về bản chất chiến lược, chữ trong ngoặc kép, thì sẽ bị đáp trả một cách chớp nhoáng, chữ cũng trong ngoặc kép. Bản tin này đã được hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin. Nhiều điều này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày thứ Hai với truyền thông nhà nước Nga rằng NATO về cơ bản sẽ gây chiến với Nga thông qua một phía ủy nhiệm và trang bị cho bên ủy nhiệm đó. Trong một ví dụ khác về những bình luận mang tính kích động thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng 4 là Nga sẽ coi các phương tiện của Mỹ và NATO vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp. Gần đây thì Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo rằng có lý do để tin rằng Nga đang cảm thấy cấp bách về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trước khi nước này kỷ niệm ngày chiến thắng vào tháng tới đây. Lễ kỷ niệm hàng năm của Nga đánh dấu ngày 9 tháng 5, đánh dấu sự thất bại của Nga trước Đức Quốc xã năm 1945 và việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu. Trong cuộc họp báo tuần trước thì thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc và Jen Psaki được hỏi về những cảnh báo của Nga là Mỹ phải ngưng trang bị vũ khí cho Ukraine nếu không sẽ có hậu quả khó lường. Bà Psaki đã từ chối bình luận và nói rằng tôi sẽ không suy đoán về những lời đe dọa hoặc lời đe dọa trống rỗng của ông Tổng thống Putin hoặc của các lãnh đạo Nga. Jonathan Katz là giám đốc sáng kiến dân chủ và là thành viên cao cấp của quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ nói rằng mặc dù các mối đe dọa như vậy được Hoa Kỳ và NATO rất xem trọng và đó chính là lý do tại sao mà mức quân đội đã gia tăng lên tại các quốc gia gần Ukraine. Các mối đe dọa và chiến lược là nằm một phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại các thông tin sai lệch của Điện Cẩm Linh, ông Katz nói với tờ Newsweek. Nga từ lâu đã có những nỗ lực trong kho vũ khí của mình để tác động đến thông tin thông qua những thông tin sai lệch mà họ thường đưa ra. Lawrence Reardon là phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Hampshire cho biết là ông cảm thấy những tuyên bố của Nga là một sự phản ứng trước sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế mà Ukraine đã nhận được. Ông nói, tôi nghĩ ông Putin đã đánh giá thấp quyết tâm của NATO, của khối Liên Âu và của Mỹ trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó, thì ông Putin hy vọng rằng những lời đe dọa của ông về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn sẽ làm suy yếu liên minh, những người sẽ mệt mỏi với cuộc chiến sau vài tháng, giống như họ mệt mỏi với cuộc xâm lược của Nga năm 2014 để chiếm lấy Crimea. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ông Putin đang tiến hành một cuộc chiến tâm lý để làm khó phương Tây. Kế đến là bản tin liên quan đến châu Âu đã bị chỉ trích là tống tiền khi đã cắt nguồn khí đốt với Ba Lan và với Bulgaria.
hãng Gazprom của Nga đã bắt cắt khí đốt của Ba Lan và Bulgaria hôm thứ Tư bởi vì từ chối thanh toán tiền bằng đồng rúp của Nga và đồng thời đe dọa sẽ làm điều tương tự với những quốc gia khác trong khối Liên Âu nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Giá khí đốt tăng cao do lo ngại nhiều quốc gia có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là nước Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và năm ngoái đã mua hơn một nửa lượng khí đốt từ Nga. Yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin về việc thanh toán bằng đồng rúp được đưa ra nhằm làm dịu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc phong tỏa hàng trăm tỷ Mỹ kim tài sản của Nga. Nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết các quốc gia không thân thiện khác cũng có thể bị cắt hợp đồng nhiên liệu. Pháp cho biết các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày thứ Hai để thảo luận về tình hình. Ủy ban châu Âu đã cáo buộc Moscow tống tiền, nhưng đã ban hành một tài liệu cố vấn cho các nước trong Liên minh châu Âu hồi tuần trước và phác thảo những lựa chọn có thể cho phép Liên Âu tiếp tục thanh toán cho khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt. Uniper là nhà nhập cảng nhiên liệu chính của Đức cho biết rằng họ có thể thanh toán mà không vi phạm. Tuy nhiên, Ủy viên Năng lượng Liên Âu là Kadri Simpson cho biết hôm thứ Tư rằng Brussels vẫn đang khuyên các công ty hãy tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng của họ, thường thường quy định thanh toán bằng đồng euro hoặc là đồng đô la Mỹ và tránh thanh toán bằng đồng rúp của Nga. Tại cuộc họp hôm thứ Tư, thì các đại sứ của các quốc gia thành viên đã yêu cầu Ủy ban đưa ra những hướng dẫn rõ ràng hơn. Công ty Gazprom là tập đoàn năng lượng khổng lồ do nhà nước Nga kiểm soát, cung cấp vào khoảng 40% nhu cầu khí đốt cho Âu Châu, cho biết rằng quá trình vận chuyển qua Ba Lan và Bulgaria là những quốc gia có đường ống cung cấp cho Đức, Hungary và Serbia sẽ bị cắt nếu như nhiên liệu bị hút cạn một cách bất hợp pháp. Với nguồn cung toàn cầu cực kỳ eo hẹp thì châu Âu khó có thể thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga trong thời gian ngắn hạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết là đã được Tổng thống của Indonesia Joko Widodo mời đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ được tổ chức tại Bali ở tại Nam Dương. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể tham dự sự kiện này. Ông Zelensky chia sẻ trên Twitter rằng là ông và Tổng thống Widodo đã nói chuyện hôm thứ Tư và thảo luận về các vấn đề an ninh lương thực mà các quan chức cảnh báo sẽ trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ông Zelensky cho biết là ông cũng cảm ơn người đồng cấp ở tại Indonesia vì sự ủng hộ của quốc gia này đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là đối với một vị trí rõ ràng trong cuộc họp của Liên Hiệp Quốc được đăng cai tổ chức bởi Indonesia. Hội nghị thượng đỉnh G20 của các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tại Bali. Zelensky không chỉ biết liệu là ông có chấp nhận lời mời để mà tham dự cuộc họp này hay không. Đại sứ của Nga tại Jakarta cho biết rằng là ông Putin có ý định tham dự cuộc họp G20, mặc dù bà thừa nhận rằng là sự tham gia của ông sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhiều thứ, bao gồm luôn kể cả tình hình COVID ở trong và ngoài nước. Nhưng người phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh cho biết vào đầu tháng này, quyết định cuối cùng về sự tham dự của hội nghị G20 của ông Putin sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Cựu binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Trevor Reed đang trên đường trở về Hoa Kỳ sau khi được trả tự do từ Nga, nơi mà các quan chức cho biết là anh ta đã bị giam giữ một cách sai trái kể từ năm 2019. Hôm nay thì những lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp lại. Trevor đang trên đường trở về Hoa Kỳ một cách an toàn, gia đình của anh đã cho biết trong một tuyên bố chính thức. Việc trả tự do cho Reed được đưa ra như một phần của cuộc trao đổi tù nhân với Nga qua việc Hoa Kỳ đưa Konstantin Yaroshenko trở về Nga, một phi công người Nga bị kết án 20 năm tù vào năm 2011 vì đã nhập khẩu hơn 100 triệu Mỹ kim cocaine. Theo cả hai phía, thì vụ trao đổi tù nhân bất ngờ là kết quả của một cuộc đàm phán kéo dài và khó khăn giữa Mỹ và Nga. Chính sách ngoại giao căng thẳng đã trở nên phi thường hơn tất cả vì mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã hoàn toàn sụp đổ trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tổng thống Joe Biden, người đã gặp gia đình Reed vài tháng trước, cho biết là trong một tuyên bố hôm thứ Tư là các cuộc đàm phán để trả tự do cho anh Reed đòi hỏi những quyết định khó khăn mà tôi không xem nhẹ chút nào. Tôi đã lắng nghe tiếng nói của cha mẹ của Trevor là họ đã lo lắng cho sức khỏe của anh ấy và họ nhớ anh ấy rất nhiều. Tổng thống Biden đã nói, và tôi rất vui khi có thể chia sẻ với họ về những tin tức tốt lành về sự tự do của Trevor.
Anh Trevor năm nay 30 tuổi bị bỏ tù vì các cáo buộc hành hung một sĩ quan cảnh sát khi say rượu. Nhưng gia đình anh ta và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ thì nói là anh ta hoàn toàn vô tội, mô tả các bằng chứng chống lại anh ta là một phiên tòa vô lý. Thay vào đó thì họ nói rằng anh ta đang bị coi là một con bài trong các cuộc mặc cả. Trong những tuần lễ gần đây thì sức khỏe của Reed đã xấu đi và đã phải nhập viện với các dấu hiệu của bệnh lao và có thể bị gãy xương sườn, theo tin tức từ Bộ Ngoại giao, khiến cho việc trả tự do cho anh Trevor càng trở nên khẩn cấp hơn. Gia đình của Reed cho biết rằng quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc hoãn đổi tù nhân là một niềm vui của họ. Trước đó họ đã bày tỏ lo ngại rằng Reed có thể chịu số phận tương tự như Otto Warmbier, là một sinh viên Mỹ bị giam giữ 17 tháng ở tại Bắc Hàn và đã hôn mê sau khi được thả năm 2017 và đã qua đời. Bộ Ngoại giao trước đó từ chối xác định chính xác là có bao nhiêu người Mỹ hiện nay bị giam giữ tại Nga. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục để lo lắng cho số phận của những tù nhân này. Hai tù nhân có vẻ được nhiều người biết đến nhiều nhất đó là ông Paul Whelan và ngôi sao bóng rổ nữ Brittany Griner. Whelan cũng là một cựu thủy quân lục chiến đã từng bị giam giữ lâu nhất và lần đầu tiên bị bắt vào cuối năm 2018, bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ. Và hiện nay thì anh ta bị kết án năm 2020 với 16 năm tù. Hiện nay thì chính quyền Hoa Kỳ vẫn tiếp tục lo lắng cho các số phận kể trên. Kế đến là bản tin về nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán xe tại Mỹ đã giảm trong tháng 4 bởi vì hàng tồn kho khan hiếm và vì lãi suất tăng. Các chuyên gia cố vấn của JD Power và LMC Automotive cho biết doanh số bán xe mới của Mỹ dự kiến là sẽ giảm trong tháng 4 bởi vì lượng hàng tồn kho thấp và lãi suất tăng đã thúc đẩy giá cả trong bối cảnh nhu cầu cao. Doanh số bán lẻ xe mới của Mỹ trong tháng 4 có thể giảm tới 23.8% xuống còn 1.1 triệu chiếc so với một năm trước đây, theo một bản báo cáo do các chuyên gia cố vấn công bố hôm thứ Tư. Theo Thomas King, là chủ tịch bộ phận phân tích và dữ liệu tại JD Powers, nhu cầu vẫn còn mạnh, nhưng với số lượng hàng tồn kho tại các đại lý ít hơn 900.000 chiếc xe thì sản lượng bán ra sẽ thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Lĩnh vực xe hơi đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề nguồn cung với việc sản xuất bị cản trở trong hơn một năm vì tình trạng thiếu phụ tùng điện tử trên toàn cầu và tắc nghẽn nguồn cung ra lệnh phong tỏa xã hội để đối phó với COVID-19 ở Trung Quốc, cũng như là cuộc chiến ở Ukraine. Công ty nghiên cứu Cox Automotive cũng dự báo sản lượng tiêu thụ tháng 4 sẽ giảm 1.7% so với tháng 3 vì hàng tồn kho khan hiếm và cho biết thêm rằng các điều kiện có thể sẽ không được cải thiện trong năm 2022. Các nhà cố vấn cũng cho biết lãi suất tăng cũng gây ra mối đe dọa đối với giá xe hiện nay, với lãi suất trung bình cho các khoản vay trong tháng 4 dự kiến sẽ tăng 33 điểm cơ bản so với một năm trước lên 4.61%. Họ cũng nói rằng dự báo toàn cầu về doanh số bán xe hiện đã giảm xuống còn 81.7 triệu chiếc trong năm 2022, giảm 900.000 chiếc so với tháng trước. Và tổng doanh số bán xe mới trong tháng 4 2022 bao gồm cả giao dịch bán lẻ và bán sỉ dự kiến là sẽ đạt 1.2 triệu chiếc xe, cũng vẫn giảm 21.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, bà Madeleine Albright, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã qua đời vào tháng trước ở tuổi 84, được nhớ đến như là một người bảo vệ bền bỉ cho lý tưởng và tự do của người Mỹ trên toàn cầu. Trong một buổi tang lễ tôn vinh di sản của bà được tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Washington, hơn 1.400 các chức sắc, quan chức đương nhiệm và các cựu viên chức chính phủ Mỹ cũng như là các nhà lập pháp hàng đầu đã tham dự buổi tang lễ được tổ chức tại nhà thờ National Cathedral trong ngày hôm nay. Tổng thống Biden cũng như là cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đều ca ngợi ảnh hưởng kéo dài đến hàng thập kỷ của bà Albright đối với chính sách đối ngoại và sự nghiệp rực rỡ của bà ở nước Mỹ. Ông Biden nói, tự do trường tồn trước mọi bất lợi khi mà phải đối mặt với những kẻ xâm lược bởi vì quyền lợi cá nhân là một chuyện mà bà Madeleine Albright luôn đứng đầu. Trong thế kỷ 20 và 21, tự do không có nhà vô địch nào vĩ đại hơn là bà Madeleine Albright. Ông cũng gọi bà này là một người Mỹ thật sự, một cái người Mỹ đã thật sự và tự hào về đất nước của mình và đã một người khiến cho tất cả chúng ta càng tự hào hơn khi là người Mỹ. Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc cơ quan CIA William Burns cũng như là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nằm trong số các quan chức Mỹ có mặt tại tang lễ này, cũng như có sự hiện diện của cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng có mặt trong buổi lễ. Bà Madeleine Albright, thưa quý vị, sinh ra tại Praha
vào năm 1937, gia đình của bà đã chạy trốn khỏi Đức Quốc xã và đến Vương quốc Anh chỉ 2 năm sau khi bà ra đời. Và sau đó thì bà đã định cư ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát khỏi giai đoạn đại dịch bùng nổ toàn diện của COVID-19 đã đưa đến cái chết cho gần 1 triệu người và hơn 2 năm đau khổ và khó khăn. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden đã cho biết trong ngày hôm nay thứ Tư. Ông nói với tờ The Washington Post, chúng ta đang thực sự ở trong một giai đoạn chuyển tiếp từ sự giảm tốc của các con số sang giai đoạn được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn với tính đặc hữu của COVID-19. Bình luận của bác sĩ Fauci được đưa ra một ngày sau khi ông ta nói với NewsHour của BPS rằng ông ta tin rằng đất nước đã thoát khỏi giai đoạn đại dịch, và ông ta mở rộng và làm rõ quan điểm đó vào ngày thứ Tư. Nói rõ, đại dịch vẫn chưa kết thúc. Hoa Kỳ vẫn có thể thấy một số các đợt lây nhiễm mới khi virus tiếp tục đột biến và tạo ra các biến thể có khả năng lây truyền cao. Nhưng bác sĩ và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm khác đang hy vọng rằng dân số đã xây dựng đủ khả năng miễn dịch đối với các bệnh vi nhiễm và tiêm chủng trước đó để có thể tránh một đợt gia tăng nghiêm trọng khác về số trường hợp nhập viện và tử vong. Thế giới vẫn đang trong cơn đại dịch. Chúng ta không nghi ngờ gì về điều này. Đừng ai hiểu sai về điều đó. Chúng ta vẫn đang từng bước để trải qua cơn đại dịch. Tuy nhiên, vấn đề đại dịch tại Hoa Kỳ có vẻ như đã thoát qua khỏi cái giai đoạn cao nhất của nó. Kế đến là bản tin về những điều mà có rất nhiều người muốn giữ quyền riêng tư, lo lại, đó là số điện thoại của họ. Quý vị gặp một người nào đó, xin số điện thoại là có thể lên Google để xem người đó là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, vân vân. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay số điện thoại của quý vị trên Google có thể sẽ được xóa theo yêu cầu, đó là thông báo của công ty Google. Công ty Google thuộc công ty Alphabet Inc. đã bắt đầu giải quyết các yêu cầu của mọi người về việc xóa kết quả tìm kiếm có chứa địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và email của họ. Là sự thay đổi mới nhất trong quan điểm giữa quyền riêng tư cá nhân và quyền truy cập thông tin. Công ty cho biết là công cụ tìm kiếm trên Internet được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Hôm thứ Tư nói rằng việc mở rộng các chính sách xóa dữ liệu của họ trên toàn cầu kéo theo nhu cầu ngày càng tăng từ người dùng và các định mức ngày càng tăng về mối đe dọa do dễ dàng truy cập chi tiết cá nhân. Cho đến nay thì Google sẽ chỉ chấp nhận yêu cầu xóa các trang web đã chia sẻ thông tin liên hệ cùng với một số loại đe dọa hoặc là yêu cầu thanh toán tiền để xóa thông tin, v.v. Google cũng đã loại bỏ các liên kết đến chương mục ngân hàng và số thẻ tín dụng cũng như hồ sơ y tế. Google đã nhận được hàng chục ngàn yêu cầu hàng năm trong những năm gần đây và chấp thuận vào khoảng 13% trong số đó. Các chính sách cũ hơn của Google cho phép yêu cầu gỡ bỏ các kết quả hướng đến nội dung khiêu dâm không mong muốn và ở châu Á như châu Âu, thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ, không liên quan hoặc là thừa. Hồi năm ngoái thì Google đã bắt đầu cho phép xóa hình ảnh của trẻ vị thành niên. Khi cân nhắc các yêu cầu theo chính sách thông tin liên hệ thì Google sẽ hướng tới việc duy trì tính khả dụng của dữ liệu vì lợi ích công cộng. Họ cũng sẽ không xóa thông tin xuất hiện như là một phần của hồ sơ công khai trên các trang web của chính phủ hoặc là các nguồn chính thức. Và công ty cũng cho biết họ thường giải quyết các yêu cầu trong vòng vài ngày. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa hiện nay đang cố gắng đẩy lùi việc Tổng thống Biden muốn xóa nợ cho một số các cựu sinh viên đã từng vay nợ rất nhiều trong thời gian còn đi học. Và thậm chí rằng là họ cũng không muốn thực hiện việc này trong một thời gian tạm thời. Chính quyền Tổng thống Biden tin tưởng nhắc lại trong tháng này đã gia hạn cho một số các khoản nợ không cần phải trả từ đây cho đến ngày 31 tây tháng 8, hay nói đúng hơn là từ bắt đầu thời đại dịch vào tháng 3 của năm 2020 cho đến 31 tây tháng 8. Trong thời gian đó, một số các sinh viên không nhất thiết là phải trả lại những món nợ của họ đã từng vay trong lúc vẫn còn đi học. Trong một dự luật được giới thiệu hôm nay thì 5 nhà lập pháp bên Đảng Cộng Hòa đã đề nghị tước đi cái quyền hạn của Tổng thống Biden có thể đơn phương xóa nợ cho sinh viên mà đã vay nợ từ chính quyền liên bang, và cũng như rằng là cái việc mà gọi là muốn đình chỉ cái việc mà gọi là các sinh viên hiện nay đang phải trả góp hàng tháng như thế nào. Các thượng nghị sĩ bên Đảng Cộng Hòa đang tìm cách chấm dứt việc Tổng thống Biden đình chỉ các khoản thanh toán cho sinh viên liên bang, và nó cũng sẽ cấm tổng thống này cũng như các tổng thống tới hủy bỏ những khoản nợ cho sinh viên mà chưa có thanh toán những cái hồ sơ này vì những lý do liên quan đến vấn đề đại dịch hay là an ninh quốc gia, và để xem cái luật này có được thông qua thượng viện hay không.
Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face hôm nay của ba anh em chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị lại vào chương trình của ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Yahoo Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Estiva, các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Quý hội viên trong chương trình bảo hiểm Medicare, Medicare của Estiva đang nhận được tiền đi chợ 50 Mỹ Kim mỗi tháng. Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc 866-610-0655. 866-610-0655. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.